Xin chào cả nhà mình đã đến với kênh nấu ăn của HealthGoat Emma Phạm Kitchen, chuyên chủ đề hướng dẫn anh chị em mình cách chế biến món ăn làm sao giúp chúng ta cải thiện, chữa lành các vấn đề về sức khỏe. Đặc biệt là hôm nay chúng ta sẽ làm một công thức nước ép cực kỳ tốt cho sức khỏe. Công thức này cho những anh chị và những người mà liên quan đến bệnh gan, ví dụ như là men gan cao, gan nhiễm mỡ, gan trì trệ hay là xơ gan, chúng ta tham khảo ở công thức có trong quyển sách nước ép trị liệu và chế độ ăn theo phương pháp cơ thể tự chữa lành. Quyển sách này cũng là một trong những quyển sách đứng đầu trong sách về y khoa mà Emma xuất bản trong thời gian vừa rồi, nên anh chị em mình nhớ có quyển sách này trong tay. Ở trong trang số 99 thì trong đó nó có khoảng hơn 10 công thức liên quan đến cả nước ép, trà thảo mộc, các công thức sinh tố để giúp chúng ta trị liệu và cải thiện chữa lành. Ngoài ra nó gồm có cả một chế độ ăn uống. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm một công thức rất đơn giản nhưng mà đạt kết quả rất là tốt. Công thức ngày hôm nay trong bộ công thức liên quan đến men gan cao, thì men gan cao thì trong quyển sách Emma cũng đã nói sẵn là chế độ ăn tại sao chúng ta gan của chúng ta bị ảnh hưởng đến sức khỏe, đúng không ạ? Do chế độ ăn của chúng ta chưa hợp lý, chúng ta sinh hoạt chưa có một chế độ sinh hoạt hợp lý cho nên là gan của chúng ta nó bị ảnh hưởng, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ kết hợp với công thức rất đơn giản gồm có hai nguyên liệu chính, đó là cần tây và táo. Hai nguyên liệu này thôi nhưng mà nó có giàu chất chống lão hóa là một. Cái thứ hai nó giàu cái enzyme tiêu hóa đấy. Cho nên là những cái thực phẩm mà giúp cho chúng ta thanh lọc đào thải độc tố thì chúng ta hãy ưu tiên những thực phẩm có tính chất trị liệu trước. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái công thức này nhé. Thì táo thì anh chị em nếu như mình không có táo thì chúng ta có thể dùng lê để rất là tiện cho chúng ta, hoặc là nếu như mà dùng được táo thì là tốt nhất cho mình đấy. Thì mình sẽ gồm có khoảng một nắm rau cần tây, một nắm rau cần tây nhé, và khoảng hai quả táo. Nếu là to to thì chúng ta dùng một quả to to, nó nhỏ thì dùng hai quả táo thì chúng ta ép ra. Thì bây giờ chúng ta ép luôn thôi. Công thức này rất là ngon, mọi người nhớ làm, và không chỉ dành cho những người có liên quan đến men gan mà những người ăn uống bình thường đều áp dụng công thức này đều rất là tốt. Bây giờ chúng ta sẽ cho cần tây và chúng ta ép trước. Chúng ta dùng một cái máy ép chậm, chúng ta ép rất là tốt đấy. Hoặc là dùng máy nào thì điều kiện kinh tế của anh chị chúng ta mua. Và công thức này cực kỳ tốt cho những người có liên quan về bệnh gan, về đường tiêu hóa, về giấc ngủ nhá. Đấy, đó là cần tây với táo. Chúng ta có thể dùng hai nhánh cần tây thôi, không dùng nhiều quá. Chúng ta mới đầu mới sử dụng 2-3 nhánh. Nhìn thích nhỉ? Anh chị em mình nhớ ép cái này nhá. Ngon lắm. Tất cả có trong quyển sách nước ép trị liệu và chế độ ăn theo phương pháp cơ thể tự chữa lành. Bây giờ chúng ta sẽ cho khoảng 1 quả táo hoặc 2 quả táo. Táo bên này nó đang là mùa nên rất là ngon, cho nên anh chị em mình nhớ mua sử dụng. Để quả táo vào đây. Và công thức này cũng rất là tốt cho trẻ nhỏ, các con uống hỗ trợ cho các con về đường tiêu hóa nên các mẹ nhớ cho con uống. Chúng ta dùng hai quả táo nhé, hai quả táo nhỏ, khoảng 3 nhánh cần tây to đấy ạ. Thì trong cái quyển sách nước ép trị liệu Emma có ghi công thức rất là chi tiết, anh chị em mình tham khảo và nhớ có quyển sách đó. Vậy là mình đã có xong một công thức nước ép rất là ngon, bổ dưỡng, đặc biệt tốt cho đường, cho sức khỏe. Và những ai có vấn đề về gan, anh chị em mình nhớ bổ sung những công thức liên quan đến rau củ quả màu xanh như này đều rất là tốt cho mình. Ngoài cái việc mà chúng ta uống một công thức nước ép như thế này ra thì trong quyển sách nước ép trị liệu mà Emma có xuất bản và chia sẻ rất cái bí quyết là chúng ta có chế độ ăn uống khoa học nữa, thì giúp cho chúng ta cải thiện cái căn bệnh liên quan đến bệnh lý của mình rất là hiệu quả. Nếu như chúng ta chỉ uống không mà chúng ta không thay đổi cả cái chế độ ăn uống của mình trong ngày, chế độ sinh hoạt của mình, thì cái thời gian chữa lành của mình rất là lâu. Do đó là trong cái quyển sách nước ép trị liệu này Emma có thống kê và gợi ý cái chế độ ăn uống để cho anh chị em mình tham khảo nên ăn gì và không nên ăn gì. Và nó có rất là chi tiết. Ngoài ra có khoảng 10 công thức liên quan đến nước ép trị liệu và chế độ ăn nữa trong quyển sách này. Anh chị em mình nhớ có quyển sách này để mình tham khảo thêm và mình áp dụng trong đời sống gia đình của mình nhé. Thì bây giờ thì em xin phép và cảm ơn tất cả anh chị em mình. Mọi người nhớ duy trì mỗi ngày một cốc nước ép màu xanh. Chúng ta sẽ thấy sức khỏe của mình cải thiện hơn rất là nhiều. Nếu anh chị em mình thấy video của Emma hữu ích, mọi người đừng quên đăng ký kênh YouTube Emma Phạm Kitchen và ấn hình cái chuông để nhận được những cái video hữu ích hơn để nâng cao chất lượng cuộc sống. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye cả nhà.